Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Vậy là đã hết 3 ngày liên tiếp Apple tung ra các sản phẩm mới trong Mac Family và sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta có thể đề cập đến trong các sản phẩm năm nay. Không chỉ về vấn đề hiệu năng, không chỉ về vấn đề thay đổi thiết kế mà còn có một vấn đề cực kỳ quan trọng nữa mà mình sẽ nói ở cuối video nhé. Bắt đầu ngay sau intro để cùng tìm hiểu này. Thứ đầu tiên chúng ta sẽ được hưởng lợi chắc chắn rồi, đó là về RAM. Năm nay thì chúng ta không còn phải lo là vấn đề bì tị với thế giới Windows rằng là thời điểm năm 2024 rồi mà vẫn còn dùng RAM 8GB. Thì bây giờ 16GB RAM được trang bị trên tất cả các sản phẩm và đều là bản base luôn. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi. Apple Intelligence là một thứ được giới thiệu rất nhiều lần ở trong các sự kiện, kể cả trong cả 3 sản phẩm mới ra này, các sự kiện gần đây và WWDC vừa qua cũng đã được nói đến rất nhiều về cái này. Chưa kể về đó nữa, cuộc đua AI đang càng ngày càng khốc liệt khi mà con chip Snapdragon X Elite ra mắt. Một con chip mà có cấu trúc gần như tương tự với cả những con chip mới hiện tại. Cùng với đó cũng hỗ trợ máy học này rồi AI, các thứ ở bên trong rất là nhiều. Thì Apple cũng phải đẩy mạnh về cái phần cứng lên để có thể đảm bảo cho việc mà Apple Intelligence có thể hoạt động một cách tốt nhất. Mà kể cả chúng ta chưa đề cập đến vấn đề Apple Intelligence, nếu như các bạn không quan tâm đến những cái trí tuệ nhân tạo, các bạn vẫn đang sử dụng máy tính một cách bình thường, thì đây cũng là một cái lợi cho người dùng đúng không? Ngày trước 8GB chúng ta dùng thì chưa phải là quá yếu, vẫn có thể sử dụng được, tức là chỉ là hơi kém một chút về phần đa nhiệm thôi, nhưng mà 8GB mình dùng thì cảm thấy vẫn khá là thoải mái. Nhưng mà khi mà có 16GB rồi cộng với cả sự hậu thuẫn của macOS nữa thì chắc chắn là về việc đa nhiệm của máy nó sẽ được hoạt động tốt hơn và các bạn có thể đầu tư một chiếc MacBook để sử dụng lâu dài hơn nữa, thay vì việc là chỉ ở 8GB và phải lăn tăn xem 3-4 năm nữa có phải đổi máy hay không. Điểm thứ hai mà mình muốn đề cập tới, trong khoảng 2-3 năm gần đây thì mỗi lần ra mắt sản phẩm mới của Apple cho những sản phẩm Mac thì mình không quá là để tâm về vấn đề là nâng cấp chip, bởi vì là mỗi năm nó ra mắt thì cũng chỉ là hơn một chút so với cả đời trước thôi. Nhưng đến thời điểm hiện tại đã là đời thứ tư của dòng chip Apple Silicon rồi thì chúng ta sẽ có một cái sự so sánh nhẹ nhẹ với cả một con chip, đó là M1. M1 thì ở đây mình sẽ muốn nói đến cả M1, M1 Pro, M1 Max. Ở trong sự kiện thì Apple có so sánh cả 3 dòng chip này luôn cùng với một cái nền so sánh, đó là Intel Core i7. Thì Intel Core i7 nó rất là tiêu rồi, thì chúng ta so sánh với cả Mac M1 Family nhá. Đối với cả bản chip này thì Apple có so sánh là nó sẽ mạnh đến gấp 3 lần so với cả bản chip M1 Pro cùng với cả bản M1 Max. Thì tất nhiên đây là những con số mà để quảng cáo thôi, nó cũng sẽ hơi có phóng đại một chút. Nhưng mà bình thường các bạn để ý không? Khi mà ra mắt chip mới thì nó chỉ mạnh hơn khoảng 20-30% này, nhiều lắm thì là một nửa. Nhưng mà đến bây giờ nó lên đến gấp 3 lần thì là đang rất nhiều rồi. Thì nếu mà có cơ hội được đập hộp trên tay những sản phẩm M4 Pro, M4 Max thì mình cũng sẽ làm ngay những bài so sánh cho các bạn để xem thực tế là nó có khác biệt hay không. Nhưng nếu như bạn nào mà mới sở hữu M1 Pro, M1 Max hay là đang sử dụng, các bạn có đang băn khoăn rằng là liệu nó có khỏe, con M1 Pro, M1 Max còn đang khỏe hay không, thì mình trả lời thật nó vẫn là có. Bởi vì là chính bản thân mình đang sử dụng đây, nó vẫn đang còn rất tốt cho các công việc đồ họa này, code này hay rất nhiều các loại công việc khác. Có chăng là nó sẽ chậm hơn hoặc là nó sẽ không nhanh bằng so với cả M4 Pro, M1 Max thôi. Nếu như có điều kiện thì có thể lên M1 Pro, M1 Max hoặc là những con chip M4. Còn không thì các bạn vẫn có thể giữ nguyên ở bản M1 được, chưa phải là quá yếu. Nếu như các bạn theo cái trường hợp còn lại, cái trường hợp mà muốn mua M4 Pro, M1 Max để cho sử dụng lâu dài này và cũng đang cảm thấy là M1 Pro, M1 Max nó yếu, thì các bạn cũng sẽ có một cái phân vân là ừ thì sản phẩm mới ra thì nó cũng sẽ hơi bị đắt, hơi bị cao giá hơn, thì làm sao mà chọn được. Thế nhưng không, lần này thì Apple sẽ đánh vào giá rất mạnh luôn, và đây sẽ là điểm mà mình muốn nói đến chính ở trong video này. Tầm này chỉ có những nhà bán lẻ mới ngồi trên đống lửa thôi, chứ còn người dùng thì mở cờ trong bụng đi chứ còn gì nữa. Tất cả các sản phẩm hiện tại nhá, iMac này, Mac Mini này, hay là kể cả MacBook luôn, giá nó đều được bình ổn so với thời điểm ra mắt, mà thậm chí là những cái cấu hình nó còn cao hơn. Đây, bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Tiêu biểu nhất đó là Mac Mini. Thiết kế mới của Mac Mini thì phải gọi là mini của mini rồi. Bản base của nó sẽ là 16GB và có thể xuất tới 3 màn hình, mà giá lại ngang ngửa với Mac Mini M2 có 8GB, xuất được 2 màn, mà thiết kế thì chả khác gì mấy con 2018 cả. Có phải là quá hơi rồi không? Và có một sản phẩm cực kỳ đáng chú ý nữa. Có thể các bạn cho biết thì M2 và M3 là hai dòng sản phẩm MacBook được bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, tính trong dòng sản phẩm là Mac mới nhá. Thì đến thời điểm mà các bạn mua trước khi mà có sự kiện này thì 8GB vẫn đang là một lựa chọn rất là nhiều, rất là được quan tâm. Thì bây giờ 16GB ra mắt, nó chỉ chênh hơn khoảng 1-2 triệu thôi. Thậm chí là nếu như các bạn mà có là khách hàng cũ của Mac One chẳng hạn, còn có giảm giá thêm, thì mức giá này gần như không đáng kể chênh lệch so với cả bản 8GB ngày trước. Thì đây cũng là một món cực kỳ hời để cho các bạn có thể sở hữu. Giá cả thì luôn luôn là vấn đề của người dùng rồi, và bây giờ Apple đã chạm đúng vào chỗ ngứa đó, thì làm sao mà chúng ta có thể từ chối được đúng không? Đây mình nghĩ cũng là một bước đi khá là hay của Apple trong việc mà họ bắt đầu là thu hút người dùng hơn từ cái vấn đề giá.
Ngày trước thì Apple không làm vấn đề này nhiều, nhưng bây giờ thì đã có, thu hút về giá để cho người dùng có thể là sở hữu những sản phẩm của Apple, sau đó bán phần mềm, bán dịch vụ ở trên những cái như là Apple TV này, hoặc là các dịch vụ lưu trữ đám mây như iCloud cộng. Cùng với đó là có thể là Apple Intelligence sẽ mở thêm tính năng trả phí nào đó chẳng hạn. Đó, rất nhiều cách để hút máu, nhưng quan trọng nhất là người dùng phải có sản phẩm Apple đã. Thì cái việc mà giảm giá như thế này cũng là một bước kích cầu để cho người dùng có thể lựa chọn nhiều hơn. Và đến với phần tổng kết, tại thời điểm này còn nên sở hữu MacBook hay không? Chắc chắn là có rồi, với cái sự kích cầu quá tuyệt vời như thế này của Apple thì tại sao mà không chọn. Nhưng hãy nhớ rằng là các sản phẩm này vẫn chưa về hàng ở Việt Nam, và nếu như các bạn vẫn đang cần sở hữu những chiếc MacBook để sử dụng luôn thì còn vẫn có thể tham khảo ở MacOne nhá. Chúng mình vẫn đang có sẵn những sản phẩm có hàng cho các bạn và mức giá đang rất là ok, như là M2, M3 và thậm chí là Mac Mini M2. Còn nếu như các bạn muốn đặt hàng các sản phẩm mới thì đừng lo lắng, hãy nhắn tin vào fanpage của chúng mình và chúng mình sẽ liên tục cập nhật các lịch về hàng để cho các bạn có thể lựa chọn và đặt các sản phẩm mới nhất này nhá. Còn các bạn thấy sao? Các sản phẩm Mac năm nay có thu hút được các bạn hay không? Có thể comment ở phía bên dưới nhá. Và có ai đang tiếc đứt ruột vì mới sở hữu MacBook hay là các sản phẩm Mac mới đây mà bây giờ lại thấy giá nó mềm như thế này thì cũng đừng buồn nữa mà hãy comment ở bên dưới. Mình sẽ cảm thông với các bạn. Nếu thấy video thì hữu ích, hãy để lại một like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của MacOne để không bỏ lỡ nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.